Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Thì hôm nay các bạn đang thấy mình đang chuẩn bị cho cá ăn. Để các bạn thấy lấp lánh không? Điều đó chứng tỏ đẳng cấp của cái món ăn này. Rồi, thì mình sẽ bỏ thức ăn này vào hồ cá để xem nó có ăn không. Wow, các bạn thấy đấy, nó đã ăn như là chưa từng được ăn. Nó nhào lên rất là nhiều. Đây, từng lại cá một đều muốn ăn thức ăn này. Thì không có con nào có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của món ăn. Rồi, giờ mình sẽ cho nó ăn. Chiều ngang sao.